Trước khi ghé xuống Mèo Vạc, ghé xuống khu vực sông Nho Quế thì mình sẽ đưa các bạn vào thăm làng Hơ Mông Pả Vi. Đây, đây chính là cổng vào của làng Hơ Mông Pả Vi. Xung quanh cổng thì mình thấy trồng rất chi là nhiều đào. Và mùa này đào đang ra chớm 1-2 bông các bạn nhé. Và chỉ tầm 1-2 tháng nữa thôi là đào sẽ có khắp khu vực Hà Giang luôn. Lúc đó nó sẽ rất chi là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ vào gửi xe và được các bạn đi tham quan làng Pả Vi, xã Pả Vi. Và trẻ đang chơi một số trò chơi. Cái này gọi là chơi bộc bênh. Vui ha, rất vui ha. Rồi, ngôi làng này rất đẹp, nằm dưới chân một ngọn núi khá là to. Buổi sáng ở đây có lẽ phải 8 giờ sáng mà trời mới nắng tới. Rất là rộng luôn. Hình như mình xem trên mạng thì mình thấy ngôi làng này chụp từ trên cao nó giống như là hình bát giác thì phải. 8 cạnh hay là 6 cạnh gì đây. Đây có cả những vị khách Nga đang ngồi phơi nắng ở đây. Ly Việt, Ly Việt. À, họ nói tiếng Anh. Họ nói tiếng Anh nhưng không phải tiếng Nga. Trong ngôi làng này họ thiết kế những căn hộ nho nhỏ để cho thuê. Đây, cho thuê tại Mèo Vạc. Có lẽ góc mình để nó hơi rộng cho nên là bây giờ mình thu góc lại cho góc hẹp lại. Đó, sau khi thu góc nó lại thì các bạn sẽ nhìn được cận cảnh hơn. Hơn vì góc nó to quá. Mèo Vạc Clay House. Ồ, rất chỉ là đông khách luôn. Đây, đây là cũng là một cái trạm dừng chân thôi. Actually, I should take it.